được lấy cảm hứng từ ngành giải trí phức tạp, Gears Patrol đã gần như tái hiện lại các tình huống éo le mà một tân binh sẽ gặp phải khi bước chân vào ngành giải trí. Bạn sẽ cam chịu hay tiếp tục bước tiếp trên con đường trở thành một ngôi sao sáng chói nhất? Bạn sẽ vào vai một thiếu nữ 18 tuổi vừa bị loại khỏi chương trình do hệ thống đánh giá tự động AI. Tuy nhiên, cô không cam chịu thất bại mà tiếp tục rèn luyện bản thân mình với hy vọng trong tương lai không xa cô sẽ trở thành một ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí. Không giống với các tựa game thời trang khác, Gears Patrol đã kết hợp độc đáo giữa hai thể loại game thời trang và game đấu thẻ tướng, tạo nên một lối chơi vô cùng mới lạ. Người chơi sẽ phải dàn trận để sắp xếp các nhân vật thông qua tính năng triệu hồi của mình, tham gia vào trổ tài kỹ năng với các đối thủ. Bên cạnh đó, người chơi có thể thay đổi trang phục cho nhân vật chính tùy thích. Khi vào trong màn đấu, nhân vật chibi của bạn cũng sẽ được thay đổi giống như đúc. Bạn sẽ có đủ loại nhân vật mà bạn có thể chiêu mộ, một dance nổi tiếng, một nhạc sĩ ở ẩn hoặc một idol nhút nhát, cùng với họ tạo nên một đội hình mạnh mẽ và xinh đẹp để đấu với bất cứ đối thủ nào. Ngoài ra, tất cả các nhân vật trong game được cảnh định live 2D, khiến họ trở nên vô cùng sống động. Nếu bạn cảm thấy như vậy chưa đủ, thì Gears Patrol còn có một tính năng vô cùng thú vị dành cho bạn. Tính năng rèn luyện kỹ năng cá nhân, trong đó có một loạt các khóa học về nhạc cụ được thiết kế độc đáo như đánh đàn piano, đánh trống. Tuy không nhiều nhưng cũng sẽ giúp bạn nắm bắt được các kiến thức cơ bản về nhạc cụ, từ đó bạn có thể tự tin trổ tài nghệ thuật trước Rust bằng các bài hát trong game. Tuy lối chơi đấu thẻ tướng của Gears Patrol có thể khiến nhiều người chơi bị ngán, nhưng với cốt truyện, tạo hình và điểm đặc sắc của game có thể khiến bạn suy nghĩ lại. Hiện game đã chính thức ra mắt tại máy chủ Trung Quốc trên ứng dụng TapTap. Nếu bạn có hứng thú và muốn trải nghiệm tựa game thú vị và độc đáo này thì có thể tải ngay về chơi.